Rồi, xin chào các bạn, ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái tính năng của Google Maps chia sẻ vị trí. Các bạn có thể thấy đúng không ạ, nó vừa mới di chuyển. Tức là cái người mà tôi đặt tên là XYZ này, đó là một người quen của tôi, thì người ta đang đi taxi và đi taxi các bạn nhé. Đó, thì người ta đi taxi và bây giờ người ta đang chạy trên đường và cũng cùng mở Google Maps luôn các bạn nhé. Đó, thì nó sẽ cập nhật một cách gần như là thức thời trực tiếp luôn. Thì nó đó, các bạn có thấy không ạ? Đó, gần như là nó khoảng 15 giây, tầm 15-30 giây thì nó sẽ cập nhật một cách trực tiếp luôn các bạn ạ. Rất là hay các bạn nhé, rất là hay. Đó, thì để có thể có được cái sự trực tiếp như thế này thì chúng ta đòi hỏi đó là cần phải hai bên cùng mở Google Maps. Tất nhiên rồi, cái người mà muốn chúng ta tìm thì cần phải mở Google Maps. Nếu mà không mở Google Maps thì nó sẽ cập nhật chậm hơn. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó vừa mới di chuyển đó. À, rất là thú vị đúng không ạ? Tức là cái người này này, à, tôi đã yêu cầu chia sẻ vị trí của họ một cách thời gian thực luôn. À, thì nó sẽ người ta sẽ chạy đúng không ạ? Khi mà người ta chạy đến đâu thì cái biểu tượng này nó sẽ chạy đến đó, cái biểu tượng cái hình người này nó sẽ chạy đến đó các bạn nhé. Đó, các bạn xem này, tôi sẽ di chuyển ở đây. Thì à rồi, các bạn thấy không ạ? Đó, người ta bắt đầu đi vào khu vực này. Đó, gần như là 15 30 giây sau nó theo thời gian thực luôn các bạn nhé. Theo thời gian thực luôn. Đó, chúng ta xem đó. Như vậy là tôi có thể theo dõi một cách thời gian thực luôn khi mà dùng cái Google Maps này. Đó, thì mấy ngày nay dùng cái tính năng này tôi thấy rất là hay và tôi muốn chia sẻ với các bạn là nó như vậy. Đó, các bạn có thể thấy không ạ? Đó, người ta đang đi vào khu vực này. Đó, chính xác là đang đi tìm một nơi đi taxi mà đang tìm một nơi để nghỉ ngơi các bạn nhé. Đó, rồi rất là thú vị đúng không ạ? Gần như là nó cập nhật theo thời gian thực luôn đó các bạn. Đó, các bạn đang chia sẻ và đang ở đâu thì nó sẽ cập nhật một cách tức thời luôn. Thì cái này thì tôi đã hướng dẫn trong một cái video về Google Maps chia sẻ vị trí rồi, thì các bạn có thể xem lại cái video ở ngay bên dưới đường link đó, để xem sẽ đi đâu tiếp này, người ta sẽ đi đâu tiếp nhé. Thì đang đi taxi mà các bạn, đang đi taxi đó. À, đó, các bạn thấy không ạ? Gần như là khoảng 15 giây, 30 giây thì nó sẽ chạy theo cái vị trí đó. Thì cái này đòi hỏi cần phải có được cái sự mở cùng đồng thời các bạn nhé. Nếu mà không đồng thời thì có thể nó vẫn cập nhật được, nhưng mà nó sẽ cập nhật chậm hơn các bạn ạ, chậm hơn một chút. Tôi không rõ là chậm hơn hay không. Không rõ là chậm hơn hay không, nhưng mà thường thì khoảng 15 giây nếu mà đang di chuyển thì nó sẽ cập nhật. Đó. Và cái đây các bạn thấy không ạ? Đó, đang cập nhật đó. Nhìn thức thời luôn các bạn nhé. Trực tiếp luôn đó. Đó, các bạn xem này. Thì người này thì đang ở Hà Tĩnh các bạn nhé, Hà Tĩnh. Đó, thì cũng đang đi việc nữa nên là muốn chia sẻ với các bạn một chút nữa như vậy. Đó, rất là thú vị đúng không ạ? Cái này là cái người này không phải là tôi đâu nhé. Tôi đang ở Vinh. Đây, vị trí của tôi đây. Đây là vị trí của tôi này. Rồi, tôi đang ở gần sân bay. Gần sân bay Vinh. Đó. Và người này thì bạn xem người này này. Người này thì đang ở Hà Tĩnh đúng không ạ? Đây, Hồng Lĩnh. Đây, Hà Tĩnh đây. Đó, người này thì đang ở Hà Tĩnh các bạn nhé. Rồi, 1 phút. Vừa xong là cái cập nhật mới nhất đó. Đó, có vẻ như là nó tức thời luôn các bạn, tức thời luôn đó. Đó, như vậy là vẫn đang đi trên đường này các bạn. Vẫn đang đi trên đường. Đó, rất là thú vị đúng không ạ? Như vậy là tính năng chia sẻ vị trí gần như là Google Maps đã đạt đến một cái giới hạn, nó gọi là thức thời ngay lập tức luôn. Và có thể nói là việc chia sẻ nó rất là đơn giản các bạn, bữa nay hiện nay rất là đơn giản. Rồi, thì lúc này thì tôi đang ở nhà và bây giờ thì tôi hướng dẫn các bạn nhanh đó là cách để các bạn có thể chia sẻ vị trí của chúng ta cho một người khác, hoặc là chúng ta muốn chia sẻ được vị trí cho một ai đó thì chúng ta cần phải có chiếc điện thoại của chúng ta rồi đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta muốn theo dõi một ai đó thì chúng ta buộc phải có chiếc điện thoại của họ. Nếu mà có được chiếc điện thoại của họ thì chúng ta sẽ vào cái mục đó là
ta sẽ vào đây, vào cái Google Map trước tiên, sau đó chúng ta vào cái hình người ấy, tức là hình người là bản thân của chúng ta đúng không ạ? À, chúng ta sẽ bấm vào cái hình người này. Đó. Thì chúng ta sẽ đến với một cái mục, đó là nó có mục nó gọi là chia sẻ vị trí ở đây. Các bạn có thấy cái mục chia sẻ vị trí ở đây đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Ở đây thì tôi có hai người mà tôi đã từng chia sẻ, và nó sẽ yêu cầu đó là tiếp tục chia sẻ với hai người này hay không. Đó, còn nếu mà chúng ta muốn chia sẻ với người thứ ba ấy, đây là hai người mà chúng tôi vừa mới trước đó tôi đã từng chia sẻ này. Đó, đây cái người này thì tôi đang theo dõi họ, thì tôi không cho họ xem vị trí của mình đúng không ạ? Tức là cái người này là không thể xem vị trí của bạn. Đó là cái người này thì tôi đang theo dõi họ và họ không thể xem được vị trí của tôi. Còn đây là cái người mà gọi là tôi cùng theo dõi, họ cũng có thể thấy được tôi các bạn nhé, họ có thể thấy được tôi. Đó thì người ta sẽ ghi ra cái biểu tượng đó là có thể xem vị trí thông tin của bạn. Đó. Còn trong trường hợp chúng ta muốn xem một chia sẻ thêm một người nào nữa thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng này. Đó, tức là thêm người để có thể xem được vị trí của bạn. Ở đây thì tôi sẽ thêm một người nhé. Đây, tôi bấm vào đây. Đó. Tôi bấm vào cái hình người màu xanh và tôi sẽ cho một cái người thêm vào. Đây. Đó. Rồi, tôi kéo xuống, tôi sẽ bấm vào chia sẻ. Đó. Đó, như vậy là nó xuất hiện thêm đúng không ạ? Nó xuất hiện thêm một người này này. Đó, tức là cái người này có thể xem được vị trí của tôi đúng không ạ? À, cái người thứ hai này là cái người vừa rồi tôi nói đó là không thể xem được, bởi vì tôi không có thực hiện cái tính năng chia sẻ với họ, nhưng mà tôi có thể xem được họ bởi vì tôi trước đó tôi đã mượn điện thoại của họ để tôi bấm cái tính năng chia sẻ vị trí. À, và người này thì có thể xem được vị trí của tôi rồi. À, tôi không nói nữa. Ví dụ như mình muốn chia sẻ cái vị trí cho người này đúng không ạ, thì tôi sẽ bấm vào cái người hình người này. Bấm vào người này. Đó. Bấm vào. Thì người ta sẽ là kéo lên. Đây. Có một cái nút nữa đó là xác nhận, giống như chia sẻ thông tin vị trí của với XYZ Channel. Đó. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chia sẻ. Đó. Nhưng mà tôi sẽ không chia sẻ. Đúng không? Nên là tôi sẽ bấm quay ra. Quay ra ở đây. Đó. Như vậy bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại, tôi sẽ lấy cái điện thoại khác vào cái tài khoản này để tôi xem vị trí của tôi các bạn nhé. Tức là cái người tên là Tem Hằng này thì có thể vào và xem vị trí của tôi được. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy một cái điện thoại khác, nó là lấy thôi nhưng mà nó là cùng tài khoản với tôi. Tôi sẽ quay ra nhé. Rồi, tôi sẽ thay đổi đây, như các bạn có thể thấy đúng không ạ? Tức là cái người này này, đó, cái người này có thể xem được vị trí của tôi. Đây, đây cái mặt tôi đây đúng không ạ? Đó, thì người ta có thể xem được vị trí của tôi. Đó, như vậy là lúc này tôi đang ở đây, tức là tôi chỉ thấy được cái vị trí của tôi thôi. Đây, tôi đây, tôi sẽ chỉ thấy được vị trí của tôi thôi, nhưng mà tôi không thấy được vị trí của cái người mà tôi đã chia sẻ đúng không ạ? Như vậy tóm lại là gì? Tức là nếu mà các bạn muốn theo dõi một ai đó thì các bạn sẽ phải mượn được điện thoại của người ta và bấm vào cái khu vực đó là cái hình người của người ta. Đây, hình người này. Sau đó chọn cái tính năng đó là gì đây? Chia sẻ vị trí. Đó. Chia sẻ vị trí các bạn nhé. Đây, bấm vào đây. Sau đó chọn cái tính năng đó là chia sẻ vị trí. Đây. Nếu đây, bấm vào chia sẻ vị trí này thì chúng ta có thể chia sẻ vị trí cho một người nào đó. Rất là đơn giản các bạn. Đây, tôi bấm vào đây. Đó. Thì đây, khi mà chúng ta bấm vào cái mục chia sẻ vị trí thì chúng ta sẽ phát hiện được gì? Là cái người này có thể xem thông tin vị trí của bạn đúng không ạ? Đó, tức là khi mà chúng ta bấm vào thì chúng ta mới biết được có người nào đó đang theo dõi mình các bạn nhé. Đó. Đó là cách để mà chúng ta biết được ai đang theo dõi mình, là chúng ta sẽ bấm vào cái mục là chia sẻ vị trí luôn thì chúng ta sẽ biết được ai đang theo dõi mình. Đó. Còn bình thường ở bên ngoài như thế này, ở bên ngoài như thế này thì chúng ta không biết được. Đó, chúng ta không biết được, chúng ta chỉ thấy được cái vị trí của chúng ta thôi. Đó là nguyên tắc của nó như vậy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.